Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì tôi đang có mặt tại cống xả thải của sông Cầu Bây. Khu vực này thì là đang xả trực tiếp nước thải trên dòng sông Cầu Bây ra cái kênh, hệ thống kênh thủy lợi Bắc Hưng Hải. Đây là một trong những cái cống mà được cho là gây cái ô nhiễm rất là trầm trọng cho cái hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải để mà tưới tiêu cho nông nghiệp các tỉnh thành phố như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương và Bắc Ninh. Phía dưới tôi đây là toàn bộ những cái bọt giống như kiểu bọt xà phòng, màu nước thì đen xì và bốc mùi rất là nồng nặc. Con sông này thì là có nguồn nước thì được cho rằng là ở khu vực của quận Long Biên và huyện Gia Lâm xảy ra. Đây quý vị có thể thấy là toàn bộ những cái nước thải mà cái con kênh này đã lấy ra đây. Tôi có thể thấy trên đây là những cái dòng nước mà cái hệ thống này nó đang chảy ra. Nó có một cái màu rất là đen và nó giống như kiểu là luyên nhớt mà dầu máy của các phương tiện ô tô hay là xe máy.